Vâng, hôm nay mà Tuấn có quay giới thiệu cho các bác đôi loa Godfather này. Cái đôi này thì có một số bác đang muốn nghe cái bản test. Ngoài test ra thì chốt thì thích chốt rồi. Báo cáo bác là để test ý, thì em Tuấn vẫn test hàng ngày đây. Test bình thường, bình dân. Cho các bác chứ không có giải mã đây. Vẫn chiếc âm ly, con âm ly đèn này. Con âm ly đèn này có một số bác gọi đấy. Âm ly đèn này là âm ly có mức giá 7 triệu 9. Đấy. À, đây là đôi loa Godfather 9.5 150W một loa. Hàng anh lần. Em vẫn đánh thẳng trực tiếp đây. Trực tiếp đây từ dây loa này. Vào đây luôn, phát không dây cho bác luôn. À, đôi loa này có mức giá 7 triệu 9. Phải nói là trong tầm tiền thì 7 triệu 9 thì chắc là nhiều đôi loa, phải rất rất nhiều đôi, không đôi nào qua được là sao? Thứ nhất là về hình thức này. Chất lượng. Đây là loa anh loa của Anh Quốc anh nhé, hình thức, giá thành, chất lượng các bác cứ tham khảo thoải mái. Em Tuấn dám khai giá và giá này là giá em bán chứ không phải giá em đưa ra để cho các bác mặc cả. Hợp túi tiền các gọi, không hợp thì thôi. Cũng như một số bác ấy, mua không mua được quay lại bình luận phá đám thế nọ dưới nọ kia. Và các bác là em ấy, tính của em thẳng tăng. Khai giá, bác cứ đi hỏi so sánh đi. Thấy của em rẻ hơn thì quay lại, còn thấy đắt hơn thì không mua nữa. Thế thôi cho nhanh. Còn hàng thì bao tình trạng hoạt động tốt rồi. Kênh của em rõ ràng mà nhé, hàng em bao hoạt động tốt, lỗi hỏng trả cho em trả lại tiền hoặc đổi hàng khác, không bắt các bác phải đem sửa chứ, chú ý hộ em. Không, cái vấn đề này không, nhiều lúc nhiều bác còn hôm qua có bác là ơ thế tôi chuyển tiền đặt cọc cho anh thì anh không hả, anh đi đâu mất gì thì nói những bác ý thì em chịu bó tay nhé.
đoàn như thế này mà mức giá của các bác là 7.9 triệu, quá mềm cho bác rồi. Bắt đầu nhu cầu liên hệ với anh Tuấn nhé.